giang hồ, mình đã đến chơi tại trung tâm trải nghiệm việc làm. Hãy giúp mình bỏ thêm xu. Mình muốn mua những thứ đồ này. Hôm nay mình sẽ làm công việc gì nhỉ? Nhà khảo cổ chúng ta đi nào. Hãy giúp Kiki mặc đồ nào. Bộ đồ nhà khảo cổ, kiến đúc, sẻng sắt. Mình là nhà khảo cổ, mình có thể khám phá các cổ vật bị chôn giấu. Nhà khảo cổ sẽ sử dụng máy dò để tìm các cổ vật chôn dưới lòng đất. Mình muốn mua những thứ đồ này. Mình muốn mua những đá tiêu hết xu. Có cổ vật ở đây. Hãy dùng kính lúp để tìm cổ vật. Có cổ vật ở đây. Đào những tảng đá để xem các cổ vật bị chôn giấu. Xử lý các cổ vật mà bạn đã đào lên.